Xin chào mọi người, hôm nay cùng Phú Lê GC tìm hiểu về những lưu ý khi kê giường ngủ. Thứ nhất là vị trí, đầu giường nên dựa vào tường, tránh kê dưới giá ngang, đối diện vào cửa gương. Thứ hai là hướng, chọn hướng đầu hợp với mệnh, tránh hướng ra cửa sổ lớn hoặc cửa chính. Thứ ba là khoảng cách, không gần cửa sổ hoặc nhà vệ sinh để không gian quanh tường thông thoáng. Thứ tư là sạch sẽ, cầm giường sạch sẽ, phòng ngủ thoáng mát. Thứ năm là giường và đệm, chọn giường chắc chắn và đệm êm ái. Các lưu ý này sẽ giúp cải thiện giấc ngủ và sức khỏe. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn về xây dựng nguyên thi công trọn gói, mọi người hãy liên lạc số điện thoại 0335983011. Phú Lê GC giải đáp mọi vấn đề.